Chào mọi người nha. Hôm nay Phong với em Phong đi thăm bẫy cho người đi sống đặt ở đam kia. Ông nói là anh chạy dưới đường này nè, ta nói là anh chạy dưới đó, chạy lên đường này mọi người, chạy vào đám cao su này, mà đám cao su này trống quá, gài sợ người ta phát hiện. Gà trong đây biết nó có vô đây không, may mắn thôi. Nó cái đó không có rồi, để đại đi nói lại đi, không cái không dính rồi đó, đó có dính gì đó, đó có dính gì đó, sốc qua gì, sốc qua ngang. Sốc hả? Ồ, dính sốc nha, dính sốc, dính sốc. Ui sợ, sốc to quá to. Ồ, sốc to. Mấy trăm gram à? Sốc bự hết đi. Trời đụng mẹo, sốc cho bá rồi nè. Gì? Nè. Sốc cho bá đó. Ôi, hàng gì phải rồi. Ôi trời. Sốc to cả nhà. To sao? Nè, một sốc cho bá luôn kìa, đó. Đó luôn. Thấy không? Đó còn ổn chạm luôn. Nè, đó. À. Đó, 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 chỗ đó. Rồi, đây, sọc bự. Còn cái nữa. Này như mới ăn luôn gì bá luôn tôi. Ghê. Định để quay, 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 quay. Đực nữa. Sao, sao thiếu ánh sáng gì sao mà. Để cái kia, còn cái kia nữa. Cái đăng không dính này, không bật. Không. Tuốt đăng. Sao thấy hay vậy? Đó. Đây rồi người, nè. Sốc bự khiếp chưa? Mới vô luôn nè. Mới vô nó ăn nó Dẹp quần. luôn. Mới ăn nó quần mới dính luôn. Sốc này sốc nái không trời. Còn nào nó khiếp, bành bành. Ôi giời bự ghê chứ, quá lửa sống hết hồn. Ồ sướng sướng sướng, quá sướng rồi. Rồi tiếp tục ở chỗ này nha cả nhà. Có bạc, có bạc, có dính này, có dính này. Phải dính con gì, có dính này. Ồ, dính con chuột. Ồ, một em chuột. Đây, tiếp tục một em chuột như thế này. Đếp, 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 đếp. Ôi sóc to kìa nha. Quá to, chán luôn. Ủa sóc to kìa. Quay cận cảnh người xem, sóc to lắm. Quá khiếp luôn. Mới dính luôn. Ôi to nè, to, to dễ sợ nè. Ôi sóc bự. Vừa khiếp luôn. Ồ, hết hồn sốc luôn. Sướng, 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 quá sướng, quá sướng, quá sướng. Quá sướng. Mới ăn luôn. Mới ăn mồi còn chưa hết luôn rồi kìa. Ồ, ngon. Mùi sướng. Quá sướng rồi nha. Để cho mọi người xem lần kỹ lần nữa nha. Mình cho nó. Đây này. Cái lồng này bự lắm nha cả nhà. Ui sốc to mập. Khiếp.
quá phê. Hai cái là thấy ok rồi đó, còn ba bốn cái nữa. Đó không dính đây nè, đó không dính. Cái bẫy cây tròn mình cũng im luôn luôn. Em còn cái nữa. Rồi cái này cũng bật luôn. Quả này là hai xúc to nhưng mà hai xúc quá luôn. Mọi người yêu mến Phong, vào kênh Phong đăng ký kênh, like, chia sẻ cho mọi người xem nha mọi người. Đăng ký này không tốn tiền nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người luôn nha, đã xem tiếp Phong nha.